nó gặp đứa chị nó chủ thế này nữa. Được. Em xin kính chào tất cả các bác nha. Trong buổi chiều hôm nay em lại tiếp tục đi xem một con chó săn. Cái đợt vừa rồi đây thì con này là con chó non thôi. Đấy, nó được tầm khoảng 7 đến 8 tháng. Thì nói chung là tố chất thì rất là cao nhá. Cái đợt vừa rồi đây là em vào quay một lần rồi, lúc đấy là chủ nó không bán các bác ạ. Thì mãi đến hôm nay thì có nghe thông tin là chủ nó muốn bán ấy. Thì trong buổi chiều hôm nay là em lại tiếp tục đi vào test thử xem ok chuẩn chỉ thì em sẽ bắt về nhá. Chả biết là nó có đuổi rắn hay không thì các bác cùng theo dõi video của em nhá. Em có mang theo một con rắn để đi test thử xem, nếu mà nó đuổi rắn hoặc là nó siêng chịu khó này, hơi tốt này, thì giá cả hợp lý thì em sẽ bắt về. Bây giờ là các bác cùng theo dõi video của em nhá. Đấy, con chó đây nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, trạng của nó chắc tầm khoảng 15 cân, 15-16 cân. Đấy, chó đen 4 mắt đực, tiếc là chủ thiến rồi. Xem cho nó đuổi xem nào. Ở cái chỗ nào có cái bái ấy, đi thả rắn xem mà nó có làm không. Con này thì rất là đẹp nhá. Đẹp. Xem nó có bắt không. Nó sợ người lạ thôi. Nó không chạy á, chuột này. Nó biết đấy nhỉ. Đi xuống dưới đường đi. Ở đây đó là cái gì? Mò xem có con nào hay hay mua một hai con về nuôi chơi. Nó không ngửi nhờ. Ngửi, nó mới ngửi. Không có chuột đâu mà cho nó ngửi cái gì nữa. Có chuột đâu ngửi. Lên lều, nhảy lên nhảy xuống, bực hết cả mình. Lều nhà mình ở đâu anh? Tít trên cái cửa. À chà. Ở đi hàng, đây đi hàng, gần cái xuống rồi. Vâng, con này đẹp mà, để em quay tí. Thế anh Thiến đi, Thiến từ nhỏ hay là Thiến? Thiến từ nhỏ mà. Thiến từ nhỏ anh chưa? Đi không? Có chỗ nào đi ấy, có chỗ nào đi đi thả rắn phát ra xong lấy về về lấy nó xem nó có tìm không, nó có đuổi rắn thật không? Đuổi mà. Đuổi đúng không? Ừ. Thế thì có xích được không con này? Bây giờ nó vẫn cho sờ, nó không cho xích. À không cho xích đúng không? Thế thì mình đi thả rắn thì sao mình thử biết được nó đi theo. Dạ. Đẹp nhỉ. Ừ. Tam, vào đây. Này mà Thiến thì tiếc quá. Cái loại giống chó bốn mắt này rất là khôn, nhiều con. Nó còn biết lấy về không? Lấy về. À. Lấy về đưa cho chị ấy. Chị ngồi đây xong nó gặm về xong thả đấy. Nghe ra đi. À. Nó lại đi tiếp. À. Mình là tím kìa. À. Nó đi theo, đi theo sườn nước. À. Thế là nó đi đuổi cá rừng. Ờ. Lấy về. Nó sang kia đấy. Không có con gì.
nó không biết đuổi đâu. Vâng. Có cái chỗ nào nó quang quang ấy, đi thả con rắn phát xem. Nó bằng bằng nó quang ấy. Thả con rắn xem là nó có làm không. Rắn gì cơ? Rắn hổ mang. Hổ. Hổ mang nhưng mà không mồm rồi. À, không mồm gì. Vâng, không mồm rồi mà. Có chỗ nào nó quang quang ấy, đi thả. Con này đẹp đấy. Mà không khiến thì là đẹp. Ở trên đây có, ở trên đồi này có bái à? Ruộng á. Ruộng à? À. Con nó vồ chết thôi. Nhưng mà nó hoan. Con tha về cho chỉ dâu kìa. Nó tha về á? Ừ, tha về đấy, về nó cắn chết rồi nhưng mà nó hoan. Cây gì? Con ấy, con gì, như kiểu con sóc ấy. Chúng là con đỏ đỏ đấy à? Ờ. Con chôn đen. Ừ, chôn đen. Vậy là con cây, con chôn đen. Ừ. Loại kia là bắt gà. Con nó bắt con bìm bìm ở đây này. Mua được con bìm bìm á? Ờ. Bắt cứ này này. À. Nó đuổi bìm bìm này, gà rừng này. Và tất cả các loại hàng thú bé nha. Ở khu vực đây là khá là nhiều nhà này. Đi trước ạ nhỉ? Nó đi trước nhỉ? Ở đây có bãi ruộng ở chỗ nào anh? Trên này một tí. Trên một tí à? Nó phải đi xa xa tí xem. Nó đi rừng nó có đi xa người lắm không? Ôi, nó đi người về nhà nó còn chưa về ấy. Nó ví dụ như nó khác đi ấy. Nó khác đi. Ừ, nó khác đi ấy. Nó theo mình đâu. Vâng. Khiến tiếc nhỉ, không khiến thì mới hay. Ừ. Con này mà không khiến thì đẹp. Khiến tiếc quá. Tiếc thì. Vâng. Đến à. Tháng 8 là được đúng cho 2 tuổi. À. Tháng 8 âm ấy. Tháng 8 âm này là được 2 tuổi á? Ờ. À. Được 2 tuổi. Thường là chó săn nó phải được bình thường là tập khoảng 2 đến 3 tuổi. Nó săn mới tốt. Thường con chó săn là đi vào rừng là có nhiều con nó rất là siêng, chịu khó. Ruộng ở đây à? Vâng. Anh cứ dẫn chó nó lên đấy đi. Xong em thả rắn xem. Một lúc sau lấy về tìm. Xem nó có tìm không. Nó mệt quá hay sao nó thở kiểu dưới đấy nhỉ? Vâng. Bây giờ là anh cứ dẫn nó đi quanh quanh ở trên kia đấy. Em thả rắn phát xem. Rất là mệt. Quan trọng là nó phải đợi biết tìm rắn các bác ạ. Anh ở được dẫn nó đi xa xa một tí anh ạ. Đừng cho nó ở khu vực đây. Đi em thả rắn là nó ấy. Xem nó có teo hơi rắn được không. Ở khu vực đây là cái ruộng này nhiều đá lắm anh nhá, nhiều lố đá ấy. Đây con rắn đây các bạn ạ. Em kiếm cái que đuổi đi một tí xem. Bây giờ là xem quan trọng là nó bây giờ là 4 giờ chiều rồi các bác ạ. Thì quan trọng xem mà nó tìm thấy có biết ngửi mùi rắn hay không.
Thì chủ nó nói là có đuổi cả rắn, nhưng mà cái gì cái mình phải test thử, tai nghe mắt thấy đàng hoàng. À, ok chuẩn chỉ thì mình có thể mình bắt được, chủ yếu là nó chơi rắn thôi. Còn cầy cáo này, cho săn cầy cáo với tất cả các loại là mình không cần, loại kia là có nhiều. Ở khu vực đây là vừa rồi đây là em bắt ở bên kia một con rắn này, nó thả nó còn không đi. Đó, bắt ở bên kia một con. Con đấy là săn giỏi hơn con này nhiều đấy. Nó còn thả nó còn không đi cơ anh ạ. Ừ. Từ từ. Thử kiểu này không biết được đâu. Để cho nó đi xa xa tí. Đấy, bây giờ đi rồi. Rắn này kiểu nhốt lâu rồi. Xem nó có biết đánh theo hơi không. Con này nó sắp sắp lột rồi. Vâng. Mắt nó mờ lắm rồi. Sắp lột rồi. Vâng. Cho nó sang cho kia. Cho ăn không? Không, ăn gì? Cho kệ. Nó ăn đó. Không. Đi chẳng chết gì à? Nó khi nào được mấy hôm mà mình ấy. Để này tháo mồm tháo miệng nó nha. Vâng. Mình đi thử một thời gian này, thấy nó yếu yếu quá thì mình thả nó đi thôi. Vâng. Bé tí này. Cái thửa ruộng này cũng dài phết đấy. Nó khác tự đi tìm ở đấy nhỉ, chó này đúng không? Lên khu vực đây nó quen này. Quan trọng là xem là nó có biết đánh hơi theo mùi rắn không. Nó còn không đi. Cần một con chó săn rắn thôi, còn chó săn cầy cáo thì có nhiều anh ạ. Ở bên em kia có nhiều lắm. Quay lại. Cái này bây giờ mà thả rắn thì thả rắn ra có tin chắc là nó tìm thấy không anh? Ra. Bây giờ ví dụ mình thả rắn xem rắn nó đi đâu thì đi, xem là sợ nó có tìm ra không. Nếu mà nó chăn rắn thật thì cứ tầm khoảng 40 phút, 30-40 phút tiếng có con nó, cái này thì không nói rồi. 30-40 phút tìm thấy bình thường mà. Đây con chó nó đang chơi ở trên kia. Đừng đừng có gọi nó xuống anh, kệ nó. Một lúc đã, em đuổi con rắn nó đi xa xa một tí đã. Anh thử cho nó vào tìm thế nào. Chết rồi mà. Này chắc chắc không săn rắn đâu. Nếu mà săn rắn là nó qua đây là phát là nó biết đấy. Này. Tát vào đây. Ném thế nào. Anh ném vào đây xem nó có tìm hơi không. Đấy, nó đi qua phát là nó, nếu mà nó phải mùi rắn là nó biết ngay mà. Con rắn vừa đi qua đây luôn. Nó ngửi thấy cái mùi một tí. Nó bảo cái gì qua đây. Này không săn rắn, con này chắc đảm bảo không săn rắn. Không biết đâu. Đấy, con rắn vừa qua đây đấy. Hơi nóng. Còn chưa đầy được
5 phút. Đấy con rắn ở trong này này. Chỉ nó vào đây xem là nó có thấy nó làm gì không. Nó ngửi thấy, cái mùi gì ở dưới kia đấy. Chuột hay gà rừng hay bìm bịp. Đuổi rồi. Con này nó không săn rắn đâu. Bìm bịp đúng không? Nó đuổi con gì? Anh gọi nó về thì xem nó quay, nó vẫn ở đây mà. Nó còn đi xuống đâu. Xem nó nhìn thấy con rắn nó làm gì. Đây. Na 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 chỉ đó này. Kiếm con rắn, chó săn rắn khó phết đấy. Không phải con nào nó cũng săn. Nó còn không biết gì à. Giờ mới nhìn thấy này. Nó tò mò. Nó không phải, quan trọng nó phải biết đánh hơi anh ạ. Này nó không biết đánh hơi. Đây đây. Con đỏ chặt chuột được bắt về ấy. Con chó này nó thở kiểu thế không gì nhỉ? Nó kiểu... Nó thấy thì nó sủa kiểu đấy. Này nó đi gặp, đi gặp thì nó chắc là chơi nhưng mà... Gặp nó đi chơi đấy. Vâng, bình thường như thế là nó không làm. Không biết tìm hơi. Bắt đi, bắt. Tí nó vào lố luôn. Đây không có lố đâu nhỉ. Nó không ham đâu. Giống vào nó đi. Còn giống vào rắn này. Còn không biết. Giật mình. Đưa ra này. Bắt đi. Nó thấy rắn nó lại sủa. Bây giờ nó sủa. Thì nghịch nó xem nào. Này là không biết tìm hơi. Nếu mà nó tìm hơi là vừa nãy nó tìm rồi. Tìm hơi là ấy rồi, hơi nóng. Còn chưa được 10 phút. Gặp nó sủa rồi. Vâng, nó gặp thì nó sủa. Gặp nó sủa rồi. Nhưng mà cái loại này mà đi vào rừng xem gặp trực tiếp là nó không làm được. Gặp con rừng trực tiếp là nó không làm được. Chó thì nhìn rất đẹp. Bắt đánh gì? Để một tí xem là nó có biết đánh hơi theo không. Nó lại chạy qua bên này đi đón đấy. Đón đầu. Đón đầu đấy. Bắt đi. Kiếm con chó săn rắn khó lắm. Nó gặp đứa chữ nó chủ cái này nữa. Được đấy. Cái loại này mà đi vào rừng mà nó sủa sủa cái này con rắn nó xọa dọa phát là chạy ngay này. Chạy ngay đấy. Và rắn này rắn mình. Bắt đi đến. Vô luôn cho nào, vô luôn cho nào.
đánh nó nhá. Bắt lấy đi. Nhìn cái đã nào. Thử mang nó đi đi tìm xem mà có con bìm bìm nào không. Để em bắt con rắn đã. Mang đi xuống đi đi dạo xuống dưới kia xem có gặp con bìm bìm con gì nó đuổi xem nào. Gà rừng á? Ờ. Nó đuổi đồi bên này rồi bên kia rồi sang bên này à? Xong rồi sang bên này, xong rồi có hôm là sang bên kia nữa à? Vâng. Có hôm đi hàng 2 ngày. Nó đuổi, đuổi suốt thế nữa. Vô cả gà con mình à. Đây có ăn đấy. Hồ lấy về, hôm lấy về con rồi. Cho bằng cái chén. Nhưng nó vặt cái lồng cánh rồi, nó có ăn. À. Con này nó mệt nhỉ, đi kiểu gì. Nhà này có nuôi nhiều gà phết đấy chứ nhỉ. Nhà này nuôi cho ấy mà, cho chuối. Ê. Ui, chưa. Còn cái đàn ngan của nó nhiều lắm. À. Ngan nó mấy chục. À, ngan làng ấy đúng không? Ừ, ngan làng. Nhà nó mấy chục con. Vâng. Gà nó còn một phần nữa. Một phần. Sao mà thở mệt thế? Thế đó. Rất đẹp. Con chó rất đẹp mà. Thiến rồi. Thiến rồi nó còn đánh nhau à? Dạ. Yeah. À. Đây đi lấy chuối xa không? À. Nóng. À. Nó béo quá nên nó chả tắm. Vâng. Về rồi. Đi tắm về rồi. Lợn. Đây. Mày bé má má. Con đâu mới kéo cái chuối. Không gì đâu. Nó này không gì nữa. Nó à. Cho nó có. Trong buổi chiều hôm nay là em đi test một con chó không thành các bác ạ. Thì bây giờ em cũng đang trên đường về. Thì em sẽ hẹn với các bác là con sau nhá. Vì chó săn ở trên em đây còn có rất là nhiều con và nhiều nhà chỉ ở vùng sâu vùng xa. Trong thời điểm thời gian này là trên em đây cũng mưa này. Với lại là em chỉ đi quanh quanh ở khu vực nào mà có con nào nghe tin con nào mà săn tốt thì em sẽ phải đi test cho nó chuẩn chỉ. Ok, con nào đạt thì em bắt, còn con nào không đạt thì thôi. Em sẽ hẹn với các bác là có video sau nhá. Em xin chào các bác nhé.